cảm giác như thế nào? Một dãy phòng dài bin man. Hết hồn. Ở đây sẽ có chỉ có mấy cái loại còn gì nữa thể hiện nốt đây chứ. Trời nó âm u, hôm đó là trời nó đang chuẩn bị mưa. Sô cô la chứ không phải mùi hoa.